Hello, chào anh em. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho anh em được một ít dòng loa sub điện anh em ha. Và một cặp loa JBL liền công suất bass 40 anh em từ Neo ha. Đây là bên đây thì thằng một cái sub điện của thằng Mackey bass 50 và cái thằng Pioneer mà dưới thì bass 40 ha. Và thằng này thì turbo sao anh em ha, là bass 40 ha. Và trên là bass 40 sub điện ha, loa full ha. Rồi thì hôm nay em có được một cặp lo turbo sound lo sub điện nè, với một cặp Pioneer sub điện nè, một cái Pioneer sub điện chứ, và một cái con Mackey sub điện luôn anh em, bass 50 ha. Đó thì mấy cái dòng này thì thuộc gọi là hàng công suất lớn nha anh em, công suất lớn nha. Đó, anh em nào nhu cầu chơi thì chơi ha. Đầu tiên đây là em quay cái phía mặt phía trước nha anh em, phía mặt phía trước ha. Thì đây là cái logo nè anh em, cái hình logo của thằng Turbo Sound nha, cái hình logo này mà Turbo Sound của anh nha. Đó, cái logo chữ táo nha anh em. Thì cái lo súp nằm ở đây nè, hai cái lỗ thông hơi nằm đây nè ha. Đó, cái lo súp nằm ở trong, lo súp nằm trong đây nè, nó dội ra. Thì dòng này nó đánh thì tiếng bass nó lực hơn nha anh em, tại vì khi nó làm cái đó nó nằm ở trong, nó đánh ra cái hơi nó lực hơn, tiếng bass nó lực hơn. Còn tiếng này tiếng bass này vẫn có bass nhưng mà nó bị nó bọng cái hơi ra ha, anh em lưu ý nha. Thì cái dòng này ta gọi là giống như súp hầm vậy anh em ha, thuộc gọi là súp hầm thì thôi. Thì dòng này thì anh em xài gia đình hỏi chơi nha, đẹp gọn luôn nha, đẹp gọn lắm. Thì đầu tiên em sẽ quay cái mặt phía trước gì ha, xem quay cái mặt phía sau cho anh em về chi tiết ha. Thì đã nói anh em ha, cái dòng này là cái tôi sau này là bass 40 nha anh em, bass 40 một cặp ha. Anh em lưu ý nha, một cặp nha. Còn này là Pioneer, một cặp, một cái. Này là Pioneer này, bass nó 40 nha anh em. Này bass 40 nha ha, Pioneer bass 40. Đó, Pioneer ha. Nè, còn này là Mackey ha, Mackey này nha, nói chung là đẹp nha anh em, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Bass 50 á. Thì ở đây anh em coi cái bass nó nè, từ đây qua đây nè, bass 50. Thì chút xíu em nói xem đây sao nó ra cái bass liền à. Là 40 nè ha. Rồi. Thì thằng này nó cũng là 40 ha. Rồi. Còn đây là thằng JBL On ha. Thì cũng là bass 40. Và đây nè. Một cái chép kèn ha, chép nha. Chép nó gọi là chép từ neo luôn, bass từ neo luôn. Nói chung cặp đó rất hay anh em. Anh em muốn xem vào chi tiết vào Zalo em ha, xem. Em sẽ mở quay phía sau cho anh em coi ha. Rồi tiếp tục quay phía sau cho anh em coi nha. Nói chung mấy cái mặt hàng hôm nay là hàng VIP luôn anh em. Hàng đẹp không à, không có treo được á, gặp súp nó cũng hiếm lắm đó, gặp súp thì nè, súp điện này hiếm nè, lâu lâu mới có ha. Còn nói chung mấy cái này anh em có nhu cầu rất là nhiều, súp điện, sau này mà anh em có vàng muốn hát thêm súp thì gắn súp điện vô, súp điện dễ xài, hỏi tốn men, hỏi tốn gì hết, chỉ để vô tín hiệu vô là hát thôi, nó đánh thôi, đánh lực liền. Rồi bắt đầu em quay phía sau như nè, quay phía sau cho anh em coi nha. Và tiếp sau đây là phía sau của mấy con súp với cái lập full anh em ha. Đây là phía sau ha, anh em xem ha. Nói chung là cái này nhiều cái này thì mình thấy bằng cái mặt nó không đẹp bằng cái đít anh em ha. Cũng là lạ ha. Anh em nhìn phía sau không, nhìn cái gấu không? Cái mặt trước nhìn không đẹp ha, tại súp là vậy anh em. Chủ yếu bên sau ha. Nói chung mấy này nhìn rất là gấu anh em, cực chất luôn. Nói chung mấy này đồ hàng chính hãng anh em, hàng chính hãng, hàng xịn nha. Cái dòng ở cặp dưới này là của anh nè, cái cặp JBL này là của Mỹ nè, Mackey này của Mỹ nè. Pioneer này của nó cũng của Nhật nhưng mà dòng này nó xuất bên nước U cả. Rồi. Là hàng châu Âu. Bắt đầu em đi vào giới thiệu anh em mấy cái mặt hàng hôm nay là về phía sau anh em ha. Thì đầu tiên giới thiệu anh em trước trên cái cặp thằng JBL đi ha. Đây là JBL này ha. JBL là 515XT anh em ha, 515XT. Công nó là forward by switch ground, là nghĩa là cái dòng này nó làm cái công suất á là công suất của switch ground ha, là những cái men đẩy switch ground anh em thì nổi tiếng của Mỹ đó nha anh em lưu ý ha. Này thì không nói chơi được ha, nó model 515 ha. Còn đây là miếng nhôm dây nhiệt đó ha, miếng nhôm dây nhiệt đó nè. Đó, đây là chữ JBL 500 series, nó là model series nha, còn model nó nằm đây ha, là số series nha, series 500 series ha, anh em lưu ý ha. Đó, phút phía sau ha. Rồi, đây là tem siêu thị Nhật nè anh em, siêu thị Nhật nè. Đó, điện 100V nè, thấy chưa, 100V ha. Rồi, mấy cái đồ này bên em mua đồ siêu Nhật toàn là hàng Nhật gì hết cho anh em,
Thì cái con này thì nó có chỉnh là bát nè, chép nè, ha, chép bát ha. Rồi này nó đường nó có 3 đường vào, đường 1, đường 2, đường 3, 3 đường vào anh em ha. Thì nó có đường 6 ly K5 thì là mặt đường này đường ga, ga thì mình chuyển qua bên kia xài một đường ha. Đây. Còn ở đây thì nó là đường điện vào ha. Con này điện 100V nha anh em. Ủa 240 luôn. Con này xài được 220 luôn ta. Rồi con này xài được 220 luôn anh em, 220 luôn. Công suất 600W ha. Đó. Con này xài được 220 luôn anh em ha. Rồi. Thì mấy cái dòng này đời mới nha anh em, đời mới thì dòng này đa số nó cũng đều gáp tại Trung Quốc nhưng mà nó hàng chính hãng nha anh em, hàng chính hãng hết. Anh em lưu ý là hàng chính hãng nha. Rồi con này anh em xài điện AutoVolt, con này ngon, dễ xài nè. Đó, nếu mà nói về cái cặp loa này nha anh em. Nó rất là gọn nha, thùng nhựa nha, cặp này tiếng rất bay, bao anh em hay, không hay không lấy tiền. Nếu mà bỏ vô anh em gắn thêm một cái con gắn con vang vô là cao kê luôn, hỏi làm gì đó. Còn muốn hay nữa thì mua thêm cái súp gắn vô. Đó là súp dưới súp điện anh em. Toàn bộ đây là súp điện hết nha. Và em đi vào giới thiệu anh em là đây là tổng thể phía sau của cái đôi súp của Turbo Sao nha anh em. Đây là Turbo Sao ha. Bây giờ em vào cái model cho anh em coi nha. Đây là Turbo Sao anh em ha. Đây nè. Turbo Sao Mi Lăng M15B ha. Anh em lưu ý ha. Con này gồm có nó cũng cắt tầng được nè. Tăng độ boss nè, boss là tăng cái súp lên anh em, tăng lắp bách lực lên đó. Còn bên đây là đời mình xài tích chế độ tăng lên nè, đột man vờ gờ vợt nè. Đó thì mình đánh cho chế độ vợt nó có vàng vô tí ha. Và đây là cái đường, mấy cái đường này thì đường tín hiệu vào ha, link 1, link 2 ha, hai đường vào. Còn đây là cái khu vực này là cái Turbo Sao nè, cái logo đó anh em ha, logo nó nha. Đó anh em nhìn là cái miếng dây nhiệt nó cực đẹp không, làm rất đẹp anh em ha. Còn ở đây và phía dưới nha anh em ha. Đó cái con này thì thường Turbo Sao là hàng để anh em Main nè, Adlin nè, là hàng của anh ha. Turbo Sao là của anh không anh em. Em bán cũng nhiều đôi lo Turbo Sao nha. Đây là đường nút nguồn ha, anh em lưu ý nha. Rồi. Con này xài điện 100 đến 120 nha anh em, 100 đến 120 là điện 100 thôi. Đó, dòng này xài điện 100V thôi nha, anh em lưu ý nha. Đó. Thấy chưa? Đó hai con. Nói chung đồ mà anh em mấy này bán hàng chạy nha anh em, hàng test nha. Rồi xong tới con Mackie. Mackie là cái súp điện nha anh em. Súp điện ha, nó chạy điện 100V. Ở đây 100 với 120 nè. Đó, điện nè, điện vào ha, nút nguồn ha, phía sau. Đó, đây phía sau nó cũng đơn giản cái hết. Còn để model nó là SRM1801 nha anh em. 18 pin là lo bát 50 ha. Đó, súp vô ha, còn đây là đường vào. Đường này vào anh em ha, anh em ghim đường vào. Nó hai đường AB. Còn đây là volume lớn nhỏ nè. Còn này là OT nè. Đó anh em tăng độ nhỏ nữa ha. Dòng này súp điện nha. Thì nó súp điện hay đơn giản, cái loại này súp điện đơn giản thôi. Nó có nhiều thôi ha. Đây là tổng thể cái súp điện này rất là dài nha anh em, rất là dài nha. Nó dài lắm, nó sâu lắm, họng sâu lắm. Cái cặp này thì đánh bao lực rồi thì tại nó súp 50 rồi, nó bao lực Mackie. Rồi, tới đây là cái thằng Bionua nha anh em. Đó. Bionua thì đây là cái Bionua anh em ha. Bionua Acti nha. Activer Forver Sub nè. Thì cái dòng này là nó làm cái công nghệ là cái công suất nó là Forver Shot nè anh em, là những cái loại nguồn mà mấy cái men mà loại nguồn xung bây giờ đời mới bây giờ nó xài mà là mấy cái tên tuổi này nè. Giống như cái thằng chia xì gao đó, nó có gan gì đó anh em. Thì nó cái công nghệ của Forver Shot nè, Forver Shot gì đó. Thì cái dòng này thì nó chuyên về làm cái phần công suất âm thanh nó hay, đời mới giờ anh em lưu ý nha. Thì con này thì nó gồm có nó cắt tầng là từ 150 đến 80 Hz. Con này cắt xa rất nhiều dữ ha. Rồi tới cái này volume master, volume tổng nha anh em. Rồi con này nút nguồn nè, bật lên. Con này là chế độ đến từ 0 đến 180 độ ha. Rồi xong quay xuống dưới này nha. Này đường link vào, link 1 và link 2. Rồi xong tới đây là nó để nè anh em ha. Con này điện AutoVolt luôn anh em, điện AutoVolt luôn nha. 100 đến 240 nha. Rồi này model nó XBGS115S anh em. Power điện 100 đến 240. Rồi con này xài điện được 220 nha anh em. 220 nha, dưới đây nè ha. Đó. Điện là điện 100 đến 240 nè, rồi xài điện 22. Như vậy là được một con này xài điện 22 nè.
Còn Bionua này xài điện 220 nha anh em. Bionua súp điện này xài 220, bát 5 bát 40 nha, súp điện nha. Còn cái thằng JBL này nó cũng xài được điện autovol nè. Đó, 515. Anh em 515 nha, xài điện autovol luôn. Rồi tóm ra thì nó được hai cặp xài điện 2.2. Ủa, tính ra vậy anh em mua cái Bionua này nè, với anh em mua với cái cặp thằng JBL này, anh em làm một bộ ha, hát hết bài luôn. Em nói thiệt, hết bài. 220 tiện xài anh em, hỏi làm gì trơn á. Nói tóm lại anh em nên chơi bộ này đi. Mua mấy cặp lo này rất đẹp anh em. Này hàng Mỹ nha anh em. Không phải hàng nhái đâu. Hàng chính hãng anh em cứ chơi đi. Bao anh em hay. Cặp đó là hỏi chơi anh em, mà còn anh em muốn xem bên trong cái ruột nó thì vào cái Zalo em đều có trong đó hết. Anh em cứ coi ha. Tại vì cái này khung trang chỗ này không có thể tháo ra được ha. Rồi, thì hôm nay em cũng có được mấy cái mặt hàng hôm nay anh em ha. Thì anh em nào có nhu cầu cần thì liên hệ em mấy những cái mặt hàng hôm nay nha. Thì em nói là anh em nè, một cặp lo full bass 40 dòng JBL 515XT, dòng này bass từ neo, anh em lưu ý nha. Rồi dưới đây là một cặp súp điện Turbo Sound M15B, hàng của anh. Anh em điện hai cho điện 100V thôi nha. Rồi xong tới một cặp Mackey MG1801 cho anh em là điện 100 súp điện 50. Rồi cái dưới này là thằng Bionua anh em, 115S, dòng này súp điện bass 40, điện 220. Rồi thì anh em nào có nhu cầu cần liên hệ mà thì chỉ có được một cặp bass súp điện bên đây là 40 50, rồi này 40, rồi lo full 40 nha, anh em lưu ý nha. Rồi hôm nay thì em cũng có được mấy mặt hàng này. Thì anh em nào có nhu cầu cần mua thì liên hệ em ha. Và anh em nào mới thì vào kênh đăng ký kênh ủng hộ ha. Khi anh em nào xem mà cho một like ha, cho một like đi cho nó video nó càng phát triển anh em. Rồi anh em đây nè, đây là tổng thể cho anh em coi này nha. Đó, quay khúc này ha. Rồi vậy nha. Rồi em cũng kết thúc video ha. Hẹn anh em những video kế tiếp nha anh em. Nói chung mấy này đẹp á. Rồi em cũng hẹn anh em những video kế tiếp. Xin chào anh em.